Chào mừng các bạn đã đến với kênh kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã tướng số của mình cũng như của người khác. Nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để nhận được video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Và hôm nay, kiến thức tử vi sẽ mang đến với các bạn một video mới nhất và nóng nhất với nội dung tử vi xem vận mệnh và tài lộc qua đường chỉ tay. Và sau đây, xin mời các bạn hãy chú ý theo dõi và lắng nghe. Chúc các bạn xem video vui vẻ và những giây phút thư giãn nhất. Những bí ẩn về vận thế con người qua đôi bàn tay. Trong các bộ phận trên cơ thể của mỗi người, có lẽ đôi bàn tay mà là thứ quen thuộc nhất, bất kể làm việc gì cũng đều phải sử dụng đến nó. Thế nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện và hiểu hết được nó, bởi trong đó nó chứa ẩn vô vàn những bí mật về vận mệnh, số mệnh, sức khỏe, hôn nhân và sự nghiệp, tài lộc của mỗi con người. Và dưới đây, kiến thức tử vi sẽ sơ lược về cách xem tướng tay của cổ nhân để các bạn đọc, tham khảo và hiểu thêm về kiến thức tử vi xem chỉ tay. Thứ nhất là về đường trí tuệ dài, sâu thì là người có đầu óc rất nhanh nhạy. Còn đường trí tuệ hay còn gọi là đường trí đạo, vừa nông lại vừa rộng, không rõ nét thì có thể luận đoán được người đó về trí tuệ không nhạy bén và có khả năng tư duy không cao mà phản ứng thường trì độn. Nếu lại thêm có gò thái dương thấp, lõm hoặc bằng phẳng, da thịt trong lòng bàn tay thô, cứng, không có tính đàn hồi thì khả năng tư duy rất u tối. Về người có đường trí đạo nông hẹp lại có gò thủy tinh phát triển nổi gò lên thì có thể luận đoán được người này thích nghề kinh doanh, nhưng về tính cách lại giả dối, không thành tâm và chân thật, hay lừa đảo người khác. Về những người có đường trí tuệ vừa nông vừa hẹp, đồng thời không có đường tình cảm còn đường sinh mệnh thì như sóng nước, thì có thể luận đoán được người này bị suy nhược về tâm lực, rất dễ bị bệnh ở nội tạng. Nếu đường sinh mệnh có tình trạng lúc đứt lúc liền thì có dấu hiệu bệnh ở dạ dày. Còn nếu đường sinh mệnh có những đường nhỏ nối liền nhau thì có bệnh mãn tính ở dạ dày. Mà người có đường trí tuệ vừa nông vừa hẹp, ngón cái lại nhỏ thì có thể là não bộ phát triển không được toàn diện, trẻ chậm phát triển. Người có đường trí tuệ ngắn nhưng đường chỉ sâu lại rõ ràng thì rất dễ là người ngông cuồng phù phiếm, sức tập trung kém, không được lòng người khác. Còn đường trí tuệ ngắn lại có thêm gò mộc tinh và gò thái dương thấp lõm bằng phẳng không phát triển thì là người thiếu tinh thần về thực tế, không thích làm việc, ý thức bạc nhược, là người rất yếu kém. Còn nếu gò mộc tinh thấp bằng phẳng, gò kim tinh và gò nguyệt lại đặc biệt phát triển thì chứng tỏ người này rất ảo tưởng về bản thân và tinh thần thì lười nhác. Còn đường trí tuệ ngắn lại có phương định là khoảng cách giữa đường trí tuệ và đường tình cảm hẹp, đồng thời gò kim tinh phát triển thì bụng dạ của người này rất hẹp hòi và ích kỷ, có tính tư lợi, mọi thứ có được chỉ để mình dùng, không bao giờ chia sẻ với ai. Còn người có đường trí tuệ dài, sâu thì có thể luận đoán được họ đây là một người có đầu óc rất nhanh nhạy, tư duy mạch lạc, thông minh và đa tài, đa nghệ. Còn đường trí tuệ dài lại thẳng thì người này có ý chí rất kiên định, một khi đã quyết làm một việc gì thì sẽ làm đến cùng cho ra đầu và ra cuối. Nếu dài lại đi vòng và rủ xuống dưới thì chứng tỏ ý chí và sự quyết đoán kiên quyết kém, làm việc không có đầu mà không có đuôi. Còn đường trí tuệ mà nhỏ, thẳng lại dài, đồng thời bàn tay và các ngón tay đều dài thì tư tưởng của người này tương đối tỉ mỉ, làm việc thường để ý tế các tiểu tiết chi tiết,
đối với bất kỳ sự việc và hiện tượng nào cũng đều rất thực tế và luôn cầu toàn, mong muốn sự hoàn mỹ cho bản thân mình. Mẫu người có đường trí tuệ sâu lại dài, đồng thời các gò trong lòng bàn tay đều phát triển. Nếu là gò kim tinh phát triển thì ý chí rất kiên định, đối xử với người khác trung hậu và thật thà, biết nhẫn nhịn. Họ là những người bạn tốt mà ai cũng mong muốn, bởi họ sở hữu tính cách rất tốt đẹp. Còn nếu gò mộc tinh và gò hỏa tinh, thủy tinh cũng phát triển thì họ là một người có phẩm chất con người vô cùng cao quý. Họ nhiệt tình, thành thật và là người đáng tin cậy. Họ có tinh thần thách thức và mạo hiểm. Cho dù có gặp khó khăn hay nguy hiểm đến mấy thì vẫn cứ bình tĩnh, và họ cũng thường là những người đa tài đa nghệ. Nếu chỉ có riêng gò mộc tinh và gò thủy tinh phát triển thì người này có tinh thần của họ rất dễ tập trung, làm việc rất chuyên tâm và tự tin, nhìn vào cảm giác rất quyền uy. Còn nếu gò thổ tinh và gò thái dương phát triển, đồng thời các ngón tay út có hình búp măng thì tính cách của người này thường rất ôn hòa, nhẹ nhàng và rất dễ gần. Người này có khả năng ứng biến của họ vô cùng mạnh mẽ. Đó là người có tính thiên bẩm, là những người có tính ngoại giao và thương nhân rất giỏi. Còn người có đường trí tuệ sâu, dài, phương định lại rộng rãi, đồng thời các ngón tay trỏ có hình búp măng, còn lại bốn ngón khác đều hình vuông, thì họ rất giỏi về tư tưởng. Còn nếu đường trí tuệ mà rủ xuống, phương định lại hẹp, đồng thời gò thủy tinh đặc biệt lại phát triển, thì họ là những người có trí tuệ rất phát triển nhưng ngặt nỗi tấm lòng lại quá hẹp hòi, thường lợi dụng sự khôn lỏi của mình để lừa đảo người khác. Còn người có đường trí tuệ mà phân tách hẳn với đường sinh mệnh ở điểm bắt đầu, tức là độ chéo dài chiếm tới 3/5 ở phần cuối và vượt quá ngón tay út gióng xuống dưới, thì họ có đầu óc rất bình tĩnh và sáng suốt, làm được việc, biết nắm bắt thời cơ, làm việc gì cũng có trình tự và rõ ràng. Nếu lại có thêm ngón tay trỏ dài và không có khe hở giữa các ngón tay là một nhân vật lãnh đạo cấp cao. Người có đường trí tuệ vượt quá dài bàn tay, đồng thời góc tam giác nổi giữa đường trí tuệ và đường sinh mệnh và đường sức khỏe ở dưới ngón tay út tạo thành một góc hẹp, thì chứng tỏ là kẻ tham lam và vô độ, không biết thế nào là cho đủ. Còn người có đường trí tuệ mà chạy ngang qua lòng bàn tay, đồng thời đường sức khỏe dưới ngón út lại thẳng dọc xuống, thì trí nhớ vô cùng tốt. Người có đường vận mệnh hay còn gọi là đường sự nghiệp ở cả hai bàn tay, tay trái và tay phải, đường trí tuệ lại hơi chéo, ngón tay vô danh và ngón giữa dài, thì suốt đời họ chỉ thích cờ bạc và thích chơi các trò chơi mạo hiểm. Còn người có đường trí tuệ mà kéo đến sát lòng bàn tay, gò kim tinh và gò mộc tinh lại thấp, lõm hoặc bằng phẳng, thì có thể luận đoán được họ là người thiếu khả năng và năng lực về thực tế, luôn ngạo mạn, tự cao và tự đại. Còn đường trí tuệ đi đến giữa thì rủ chéo xuống, chứng tỏ về thời thiếu niên họ có khuynh hướng đi theo con đường về sự nghiệp thực tế, nhưng cùng với thời gian mà họ đã thay đổi về phương hướng và cuộc sống. Còn người có đường trí tuệ ngắn, không vượt quá đường vận mệnh, thì có thể hồi nhỏ họ gặp phải sự phản hồi bất ngờ nào đó, người có đường trí tuệ đi chéo và rủ xuống dưới, nhưng ở cuối lại như cánh chim bay lên, thì có thể trước đó họ thường có xu hướng bị căng thẳng về đầu óc, nhưng có cơ duyên khiến từ thời điểm đó mà họ được chuyển biến. Về màu sắc của đường trí tuệ, nếu có màu phấn hồng thì có thể luận đoán được người này có đầu óc rất sáng suốt, thông minh. Nếu là màu trắng thì trí lực rất đần độn và chậm chạp,
Còn nếu đường trí tuệ ở điểm bắt đầu hơi có chút tách khỏi đường sinh mệnh thì có thể luận đoán được người này có tính cách tự phụ, tự tin rất mạnh và có cá tính hết sức kiên cường, tính độc lập, tự chủ cao, làm việc vô cùng quyết đoán nhưng dễ cưới vợ và có con luôn. Thêm vào đó, nếu gò mộc tinh và gò hỏa tinh cùng phát triển thì đây là mẫu người có dã tâm rất lớn, về tư chất bất phàm, tính cách tự tin, tự cường, người có đường trí tuệ mà ở phía cuối lại chia ngang và chạy tới gò hỏa tinh thứ hai thì họ là mẫu người dũng cảm, quyết đoán, ý chí và sự nhẫn nại đều hết sức mạnh mẽ. Về hiện thực, hướng tới khuynh hướng về vật chất, có khả năng lãnh đạo rất tốt. Bí ẩn về vận thế con người qua đường chỉ tay. Về phần 2, thứ nhất là về mối quan hệ của đường trí tuệ với sinh mệnh của con người. Nếu người có đường trí tuệ mà ở điểm xuất phát ban đầu nó hơi tách với đường sinh mệnh thì họ là một mẫu người có lòng tự phụ và lòng tự tin rất mạnh mẽ. Về tính cách của người này rất kiên cường, có tính độc lập mạnh, khi làm việc gì thì quyết đoán rõ ràng nhưng lại lấy vợ muộn và có con muộn. Nếu trong đó gò mộc tinh và gò hỏa tinh đều phát triển thì họ còn là người có dã tâm rất lớn và tư mệnh hơn người, và đặc biệt là người này rất tự tin vào mình. Còn nếu ở phía cuối đường trí tuệ nó có một đường chạy ngang với gò hỏa tinh thứ hai thì người này có tính dũng cảm và quyết đoán và có một ý chí và sự nhẫn nại rất tốt, là người có tố chất và có tài năng làm lãnh đạo, nhưng tuy nhiên họ lại có khuynh hướng rất thực tế, coi trọng về vật chất. Người có đường trí tuệ mà điểm cuối chỉ đến giữa lòng bàn tay, đồng thời gò hỏa tinh thấp hoặc lõm bằng phẳng, thì người này có tính cách vô cùng cố chấp, ý thức không được kiên định và thiếu sự đồng cảm với người khác. Người này có khuynh hướng thiên về vật chất và nhục dục nhiều, vì vậy họ thường rất ít bạn bè. Còn nếu đường trí tuệ và đường sinh mệnh phân tách nhau quá rộng, lại thêm gò thủy tinh thấp, lõm hoặc bằng phẳng và gò hỏa tinh phát triển, thì đây lại là một mẫu người có tính lỗ mãng, không biết lễ nghĩa. Người này rất ích kỷ và tư lợi, thiếu sự cảnh giới. Nếu đường trí tuệ càng ngắn thì thể hiện tính chất của người này càng rõ ràng. Còn người có điểm đầu của đường trí tuệ và đường sinh mệnh phân tách nhau đến gần giữa thì bỗng nhiên hạ xuống đi qua gò nguyệt, thì người này thời còn trẻ tinh thần lập nghiệp, dám đương đầu với thách thức để đạt được những thành công, nhưng tới trung niên do môi trường hoặc cuộc sống bỗng nhiên thay đổi ý kiến và đi xuống, tức là người này làm việc có đầu mà không có cuối, không thể theo đuổi ước mơ cuối cùng của mình được. Còn đường trí tuệ và đường sinh mệnh gần sát nhau thì có thể thời niên thiếu người này gặp bệnh tật có liên quan tới phần não bộ. Về đường trí tuệ mà chạy xuống phía dưới áp sát với đường sinh mệnh, hoặc khi đi tới gần cạnh bàn tay thì lại đột ngột quay ngược lại gò kim tinh, thì họ là mẫu người sau khi gặp khủng hoảng hoặc cú sốc về mặt tinh thần thì không thể đứng dậy được và tinh thần ủ rũ, ưu tư, nó làm ảnh hưởng tới sự nghiệp và công việc. Còn người mà có đường trí tuệ nằm dưới gò mộc tinh đi chéo tới gò nguyệt, đồng thời đốt tay thứ nhất của ngón tay cái vừa ngắn lại vừa rộng, đường tình cảm lại nông và không rõ ràng, thì người này có cá tính rất ngoan cố. Còn đường trí tuệ và đường sinh mệnh phân tách nhưng ở cuối lại chảy rũ xuống thì họ là mẫu người làm việc có đầu mà không có cuối, nhưng lại có chút khôn lỏi, nhưng làm việc thì lại dựa vào cảm hứng nhất thời, bốc đồng tùy lúc chứ không dựa vào thực tế. Về bình thường, họ sống một cuộc sống rất phiêu bạt,
Còn người có đường trí tuệ và đường sức khỏe giao nhau thành chữ thập ở vị trí gò nguyệt thì chứng tỏ người này rất hay hoang tưởng về thực tế, kinh nghiệm kém nếu điểm bắt đầu từ đường sinh mệnh, bắt đầu phân tách hoặc đường vận mệnh, đường sinh mệnh có hình như sóng nước thì sức khỏe của người này không tốt. Người có đường trí tuệ bị đứt đoạn, lại có đường chỉ ngắn đi từ cung đoài đi thẳng lên thì gia đình người phối ngẫu có thể bị phá sản, làm cho thân tàn bại liệt. Đồng thời người này cũng có tính cách rất ích kỷ và rất bạc tình, sống rất hư danh và không lễ nghĩa, giả dối, nên về trung niên rất bị tán gia bại sản, không thể trường thọ. Và người có đường trí tuệ bị đứt đoạn ở dưới gò thổ tinh thì rất dễ là người phải chịu hôn nhân hoặc tình yêu không bền chặt. Còn đường trí tuệ mà chạy rũ xuống gò nguyệt và đứt đoạn ở gò thổ tinh thì có thể họ là người có tinh thần bị suy nhược. Về đường trí tuệ bị đứt ở dưới gò thái dương, có thể trước đó hoặc rất bị động vật bốn chân tấn công gây tổn thương. Còn đường trí đạo mà đứt đoạn ở dưới gò thủy tinh thì người này có tính cách quá coi trọng về tiền bạc và khiến cho tình cảm, tình yêu bị rạn nứt. Còn người có đường trí tuệ phân nhánh, đường chỉ phân nhánh này thì chạy hướng lên tới gốc của ngón tay trỏ, có thể luận đoán được ngày này thời thiếu niên rất khổ nhọc, dã tâm mục dịch rất lớn. Nếu có thêm gò mộc tinh phát triển thì là người có tính rất hư danh. Nếu trong bàn tay có một đường chỉ nhánh của đường trí tuệ vươn tới gò mộc tinh rồi chuyển tới gò thổ tinh thì đây là một mẫu người mô đạo, có thể đi theo tôn giáo nào đó. Người có đường nhánh của đường trí tuệ tới gò thổ tinh thì chứng tỏ họ là mẫu người ham học hỏi, thích nghiên cứu, rất nhẫn nại và vô cùng mạnh mẽ. Đường trí đạo có một nhánh đi đến gò thái dương thì đây lại là mẫu người có tinh thần sống rất độc lập và sáng tạo, rất phong phú, cá tính vui vẻ, thẳng thắn, có năng khiếu về nghệ thuật, rất là thiên bẩm. Đường trí đạo có một đường chỉ nhánh đi xuống gò nguyệt thì người này rất giỏi về buôn bán, kinh doanh, rất dễ thành công. Người có đường trí đạo có một đường chỉ nhánh đi lên tới gò thủy tinh, còn một đường nhánh khác tới gò nguyệt thì chứng tỏ người này có cá tính không thật thà và thường điêu ngoa và giả dối. Người có đường trí đạo chỉ có một nhánh của đường trí tuệ đi tới gò hỏa tinh thứ hai và một đường nhánh khác đi tới gò nguyệt thì họ rất dễ là mẫu người mang tính cách nhị nguyện. Người này có sức tưởng tượng rất phong phú, phản ứng với sự vật và hiện tượng bên ngoài rất nhanh nhẹn. Họ cũng rất mạnh bạo và lý trí. Những người này thường giỏi tính toán, lên các kế hoạch và trí kiên định, có tài năng về văn chương. Còn người có đường trí tuệ mà trên đó nó xuất hiện vô số những đường chỉ nhỏ, ngắn phía trên thì thường là mẫu người có giàu tình thương và sự đồng cảm với nhiều người khác. Còn nếu đường trí tuệ mà xuất hiện vô vàng những đường chỉ nhỏ ở phía dưới, chứng tỏ họ là mẫu người thiếu đi dũng khí, thích tự than thân trách phận một mình. Còn nếu người có đường trí tuệ mà cả trên lẫn dưới đều xuất hiện vô vàng những nhánh nhỏ thì họ lại là một mẫu người có tài năng ở nhiều lĩnh vực. Còn nếu đường trí tuệ lại đẹp thì người thông minh hơn người. Nếu đường trí tuệ mềm yếu, không có lực thì là người thông minh nhưng rất dễ gặp họa. Vì sự thông minh, người có đường nhánh của đường trí tuệ mà tạo thành một thế với đường tình cảm thì chứng tỏ người này theo chủ nghĩa tình yêu là trên tất cả. Có thể vì yêu mà mất đi lý trí riêng của mình. Còn người mà đường trí tuệ có một nhánh đi xuống dưới, xuyên qua đường sinh mệnh xuống tới tận gò thủy tinh thì người này rất dễ có bệnh ở đầu não. Người có đường trí tuệ bị một đường thẳng đâm xuyên qua đường nhánh thẳng này
bắt đầu từ cổ tay đi tới gò thủy tinh, thì họ là mẫu người được người khác giới rất quan tâm và giúp đỡ đến họ. Còn nếu đường chỉ thẳng này đi tới gò kim tinh, thì đây lại là một dấu hiệu của việc rất dễ bị phá sản, hao tốn tiền bạc. Nếu đường chỉ này gầy mảnh thì rất dễ người này mắc một chứng bệnh đau đầu về kinh niên. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.